tôi khá lạ mà đấy à? Ui, hành hành quá à? Đang là lời hành của bác ạ. Ông ấy để dễ đấy, tiếng của đồ. Tiếng. Đẩy vào luôn. Đó. Đó. Nhìn có thích không? Có ạ. Hả? Có ạ. Chiếm hướng. Dơ vừa dơ lại chứ nào. Dơ gì? Dơ luôn rồi. Hả? Nó phù à? Hôm nọ thì cũng đã nói chuyện với lại xong trưởng thôn chính quyền xong hết rồi cô bác. Ở đây thì bây giờ mẹ của Sử là đang lên trên nhà kia là có nhà của người anh ấy. Nhà người anh là trên này, thành ra là lên trên này lấy đồ ấy đạc cũng tiện thể là tạt qua đây luôn. Nhưng mà tạt qua đây giống được bên anh trưởng thôn cũng đã bảo rồi, không để cho các em làm sao mà sợ sệt gì cả. Ui, thanh niên kia đi to đấy. Mắc quỷ to đấy. Ui ôi. Ê, cô bác này, năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi à? Anh biết rồi. Năm nay thì được anh của Sứ ấy, em của Sứ. Anh của Hải ấy. Anh của Hải à? Đúng rồi. Thế thì được 13 tuổi. Với 13 tuổi trên mình gồng những cái gồng mà tôi được nhìn thấy là có rất là nhiều quỷ. Có thể là ông thì... Bây giờ thì đang nói bằng tiếng Mông thì cháu Lực không hiểu được cô bác ạ. Cháu Lực cũng chỉ biết là ghi hình lại thôi. Thưa bác, cháu Lực nghe được câu chuyện đấy rồi. Là ông chửi mẹ Sử. Vừa rồi đang chửi luôn cô bác. Ông ấy chắc hôm nay là một tí rượu rồi cho nên là chửi. Ông thì cũng đuổi theo sau luôn cô bác, sợ rằng là đi xuống nhà cú, sợ rằng là người mẹ ta đi xuống nhà cú ấy thôi. Lau cửa bên này này, Hải ơi đây này, bên này bụi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng cô bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bảng em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Lời đầu tiên thì cho hai anh em xin gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả các bác mạnh thường quân và khán giả đang theo dõi ở trên kênh bảng em. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác. Như cái thức phim hôm trước thì các bác cũng đã theo dõi được rằng là hiện tại cửa mọi cái của nhà em Sử thì đã đi vào hoàn thiện hết rồi. Bây giờ thì mấy anh em sẽ phải là dọn dẹp lại một chút cô bác ạ. Tại vì là thức phim trước cô bác cũng đã theo dõi thì là mấy anh em nghỉ nên là cũng không có dọn được luôn. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình đi vào nhà để mà dọn nhà cửa tí nhá. Đấy, em mở cả cánh cửa chính bên kia đi. Đấy, rút chìa khóa ra. Đây, cửa sổ tất cả mọi thứ thì ở phần mặt tiền thì là 4 cái cửa sổ cô bác nhá. Nhìn thì trông rất là nổi luôn, cộng thêm là những cái màu sơn với lại những cái phào chỉ nữa. Đó. Bây giờ lại phải nở mở từng phong một nhỉ. Đây, bây giờ thì có những cái tấm bóc, mấy em bóc ra khá là nhiều cho nên là sẽ phải là dọn bớt đi các bác để quét nó sạch sẽ mọi cái. Sau này Sử phong này chứ? Vâng. Phong này luôn nhỉ? Vâng. Lắp cửa như vậy thì có ưng chưa? Có rồi. Có rồi à? Sử chấm thêm là được tầm bao nhiêu điểm? Một điểm về chỗ. Phải không? 100 điểm. 100 điểm. Tưởng là một điểm về chỗ.
Đâu rồi? Mở mở đến nỗi mà nó mở mở đến nỗi mà cửa đã mở rồi còn mất nút chìa khóa vào cô bác ạ. À. Đây ở đây thì phòng 2 này. Đấy, phòng 2 thì là chìa khóa thứ hai. Hôm qua thì các anh thợ cũng đã đánh dấu cho hết rồi, phải số 2 không? Có. Có ạ. Đó, số 3 rồi. Đấu, đây là số 2 mà, với mấy bạn được chứ? Không, phòng này số 2 mà. À. Sai, sai. Sai thì từ đây xem nào, từ 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 từ. Đấy, phải vặn ngược lại chứ em. Đấy, vặn ngược lại chứ, không phải là vặn tiến. Mình mở là mình phải vặn ngược lại nhá. Lấy cái quyển, lấy cái chổi để quét đi sửa ơi. Em mở hết cửa sổ ra đi, cho nó sáng. Đấy, em lấy cái chổi đi quét, còn cái chổi kia là mình sẽ quét ở ngoài sân vệ nhà vệ sinh thôi. Còn là cái chổi này thì mình sẽ để dành ở trong nhà nhá. Hải hôm nay đi học chưa về à? Chưa à, thế là xong sắp về đấy nhỉ? Bây giờ thì cũng đến giờ chiều chiều rồi. Đấy, quét hết tất cả cái rác bụi bẩn nó ra hết đã. Đây, cửa thì tất cả mọi cái đều có cái lan sắt này cô bác nhé. Đều có cái lan sắt này cả, rất là chắc chắn. Ông đi ông có để ở nhà không? Có à. Có ạ. Hôm qua là chưa dọn, là chưa lên đây ngủ được à? Vâng. Bây giờ thì hoàn thiện xong cửa rồi cô bác thì sẽ vào và sắm đồ cũng như là nội thất cho ba ông cháu. Ở đây thì khi mà cháu được đi sắm đồ thì chắc là cháu được phải một ngày các bác, một ngày để đi xuống huyện thì hai anh em nếu mà đi từ từ thì mất là nửa ngày rồi. Quét từng phòng ra một. Hôm qua thì bóc siêu nhà cả ngày thì có đau tay không? Không. Không đau tay đâu à? Ôi, phải mở cái này ra nhỉ? Đây, cửa thì tất cả mọi cái là đều có thêm một cái chốt này cô bác này. Đấy, để mà mình đóng cái cánh cửa này vào. Rồi mình khóa. Ôi, dê cái máy ra. Cũng là nhà. Pan pan ở đây chứ? Pan luôn. Pan ở đâu? Pan à. Bên đây lấy dao ở đâu? Dê à. Cái này chỉ nước không lấy hạt tiểu cúc cúc. Ở trên sát thì chỉ nước khai à. Dê à. Hạt còn lấy sát thì nước quá cái sát thì chỉ nước khai à. Bạn đầu tư đồ tôi đi nào còn kha. Đưa lại mà nè. Bố đưa đâu? Lập cả lý chính hả? Bố ca đâu? Lập cả lý chính hả? Bố ca đâu? Lập cả lý chính hả? Đang với ông là bạn bạc làm cả cân da quá. Lập cả lý chính hả? Bạc tú này dê tú ạp ạ? Lâu à? Đâu mà tú nổ bạc tú này à? Ông bù xà khát này được. Dê bạc ăn không rồi chăng? Dê bạc ăn không rồi chăng? Nó sơ mù nghi này. Đưa ạ, chị thả đưa. Chị thả đưa. Chị xin là... Đưa, phải khát đưa. Phong được, phong được. Đấy. Phòng này. À, phòng này là... Đúng không? Trời ơi. À, đúng rồi. Đấy, bàn dê thì khát ra này, tôi khát ra. Và mới chiếc tài được à? Họ ăn dung cái đồ. Ghê lắm quá. Nào, xử vậy ra để cho ông đóng cửa một tí nữa nào. Đấy. Đấy, bàn hơi khát lại đi, khát đắng. Hơi khát ạ, bàn này à? Ui, hành hành quá. Đang là lộn đôi đôi của bác ạ. Không bên này dễ đấy, tiếng bên đâu. Tiếng bên này. Tiếng hoa chứ, tiếng hoa chả lên bắn này. Tiếng bắn, tiếng bắn. Đấy. Yeah. Đấy. Hàn này bị chi luôn à. Bắn bên này, đấy. Bên dưới này. Đấy, đấy luôn. Đây là. Bắn đấy, xong một vị trí này lên dễ phải đi bắn luôn. Ai em ạ? Chết à. Yeah, con. Đấy. Anh này một đá, đấy. Anh này một đá. Dễ từ ai em đấy? Đấy, đào với ông mà chiêu nhau bằng tiếng đùng một chút của bác ạ. Bắn tập đi, bắn tập đi. Đấy chưa? Bắn bên này, bắn bên này, bắn tập đi phải. Đấy, chưa? Bắn bên này là chưa?
Đó, đấy lô, phải đi em đấy nhỉ. À, cứ em phải đi em. Ừ, đây ạ. Sao này đi chứ, ăn này. Một sao để rượu ăn một đây á. Còn cho mày tốt này, ăn tủ tốt này rồi mà đi nè lô. À, em Sử thì đang vẫn đang miệt mài để mà dọn bên trong nhà một chút. Em một tí nữa thì chắc là mấy anh em sẽ phải là lấy lâu qua một lượt nước Sử ạ. Vâng. Tại vì là bên trong nhà quá bây giờ thì có khá là nhiều rác ấy. Với lại cộng thêm là những cái vết những khoan của các anh khoan nước. Ấy, đem thêm cửa sổ tí. Có thể nhận ra muốn ăn là người chẳng tông này mùa chăn là đủ. Vì đây phụ lạc mà bán đồ đồ. Ừ, coi, quan thấy bụi mi này đây. Ủa, bụi ăn này mà. Ồ, mi chờ. Bụi mi chờ. Làm thiết kế hồi mi nào chờ, mà là. Bụi ăn này mà. Mi chờ nên bụi ăn này. Là nào cũng thiết kế là nó hồi nào. Ừ, cái bìa cắt tông kia thì mình cất nó đi như Sử nhá. Bìa này mình cất nó đi xong mấy nữa mình có thể là mình nhóm bếp thôi nhá. Đấy, để vào bếp luôn. Đúng rồi, để vào luôn vào bếp đi. Đúng rồi, nó khô rồi. Cái này ấy, mấy nữa mình có thể tận dụng là mình làm bìa cắt tông mình đốt đấy. Đấy, dễ mà răng ra, giờ xin nhận được bìa. Phải răng nhau, xin nhận. Cái dây à. Phải răng nữa. Ừ, cái dây à. Đấy. Dây à. Đấy, ông đã vặn lên này, vặn hốc bên này. Đấy, giúp mày đi bàn này. Đấy. Đấy, đến đây đi bạn khiến nó này nào. Khiến này cũng thì cũng khá khăn ba này luôn. Đấy. Ồ, này là. Ừ, làm thiết kế hồi mi nào. Đây thì cánh cửa nhà vệ sinh với lại hai cánh cửa phòng ngủ của các bác thì là sẽ có một lớp tấm trắng để mà mình không nhìn được vào bên trong các bác nhá. Em Sử đang dọn dẹp lại phần phía bên này thêm một chút. Ôi, ông không biết đóng cửa. Đấy, đây à, đây. Đang tập đóng cửa một chút cơ bác. Hôm nay thì nhìn thấy ông có vẻ như khá là vui, đang loay hoay về mở cánh cửa, mở ra mở vào một chút. Đấy. Tú lip này có bị bù xà nào không yêu? À, lip băng à có bị bù xà nào? Ở này bù mi là? Mi chưa? À, mi bù xà nào? À, bù mi này. Mi? À, ô, bù lẹ ông mắm à? À, mi à, mi bù xà băng à? À, nó khát bù xà băng à? À, ông chỉ xà khát để được chưa? À, chúng ta để sinh ra lớp trên chúng ta hát tăng ở này nữa. Ông nói tao phải giảm à đây. Ô, cái chạy này thằng ma. Mày ảnh với này đây. Hơi sửa mà. Ừ. Chỉ có chỗ nó tủ như lấy đi đây à. Ừ, này phần mà. Dạ. Phần này mà. Chỉ lấy, một phần này. Ừ, này đây. Ừ. Ông thì hôm nay đi đâu làm tí tiểu về đấy nhỉ? Dạ. Đấy, có vẻ như là nói rất là nhiều quá. Vẫn đang loay hoay đóng cửa quá nhá. Ông thì chắc hôm nay đi làm tí tiểu về rồi. Khi mà ngôi nhà xong nước có thể là trang trí thêm ở đây và ở chỗ này thì sẽ được sẽ để một cái đồng hồ là trên góc này và cái bức tranh thì sẽ ở đây cô bác. Còn bộ bàn ghế thì có thể là sẽ để ở phần phía bên này luôn. Đây ở trên dân tộc đồng bào Mông của trên nhà em Sử ấy thì không có để bàn thờ cô bác, thì thí dụ mình có thể là để bộ bàn ghế ở đây hay là ở một góc nào đấy. Các bác này còn tặng tay đây luôn. Ừ, tặng tay đây. TV tập bài, tủ lạnh tốt bài. À. Ôi, mít chậm đây của mít nhanh tô quá nè. Ô. Mít nhanh tô. Sao muốn khái chứ nữa. Ô, mít chậm đây của mít nhanh tô nè.
Cái này là một tí là gom đốt luôn sửa ạ. Cái này là một tí mình gom đốt luôn. Đấy, tại vì là cái này nó không phân hủy được, cho nên là mình phải là đốt. Nhưng mà không lấy bật lửa. Hả? Để lấy. Bật lửa? Tí về lấy. À, tí nữa mình về lấy sau bật lửa hả? Ông là vẫn đang đi chiêm ngưỡng các bác ạ. Ngay khi mà cháu Lực nhận được những cái nụ cười của ba ông cháu thì cháu Lực cũng cảm thấy là mình giúp đỡ được một cái hoàn cảnh, mà để làm sao để cho hoàn cảnh đấy thoát khỏi cái sự mà u ám của cuộc sống hiện tại. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng chỉ là người mà làm chương trình cầu nối chia sẻ cuộc sống của các em lên tôi, hoàn cảnh của các em lên tôi, thì cũng được tất cả mọi công lao lớn nhất thì là được các ông các bà giúp đỡ rất là nhiều. Ở đây thì ba ông cháu thì cũng đã biết là gọi là ai mới là người giúp đỡ mình chính rồi, ai giúp là giúp đỡ mình rồi. Ôi, Hải thì đã đi học về đấy cô bác. Đi học về rồi à? Rồi. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thấy có cái gì khác không? Có. Khác hơn chưa? Có. Lắp xong cửa đúng không? Vâng. Đấy. Hôm qua thì các anh vẫn còn đang lắp dở dang, đến hôm nay thì đã lắp xong hết rồi cô bác. Thế Hải đi tham quan một vòng không? Có. Có à? Đi tham quan từ đường nào trước? Cửa chính à? Rồi, thế đi đi. Đấy. Xong thì hai anh em dọn dẹp nhà cửa nhá. Rồi. Đấy, đi vào cái phòng đầu tiên nào. Phòng này là phòng của ai? Phòng của anh Sử. Của anh Sử. Thế em có ngủ đây với anh Sử không? Không biết ạ. Không biết á. Thế thì phải hai anh em phải ở với nhau, ngủ với nhau chứ. Ừ. À, xem đến phòng thứ hai nào. Rồi. Đẩy nó luôn. Đó. Đó. Có thích không? Có ạ. Hả? Có ạ. Đấy, hôm qua hôm trước thì Sử Hải chỉ có được theo dõi là những cánh cửa lắp lên thì còn chưa hoàn thành những cái cánh cửa. Thì hôm nay thì cửa tất cả mọi cái là lắp sau hết rồi. Đấy, đi mở nào, vặn ra, vặn. Vặn bên trái. Vặn bên trái. Vặn lên bên trái. Rồi. Đấy, mở cửa sổ ra. Rồi, mở tất cả cửa sổ ra để cho nó khi mà quét ấy, cho bụi nó đỡ về nhà. Đấy, cửa sổ ấy thì mở rồi. Đấy. Đấy, bây giờ thì Hải đi học về thì đã đói chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu à? Thế thì đi hộ anh Sử là lấy rẻ loại nước về lau nhà một chút nhá. Vâng. Đây, nào Hải mở cái cửa sổ bên kia nữa. Vâng. Ở đây là cửa cửa bên đây Hải. Sau một tí là anh cho Hải thêm một. Bây giờ Hải có nhìn thấy ở bên ngoài không? Có. Có à? Vâng. Thế thì đây, mở vào. Đấy, mở ra. Rồi. Đây, mình đi vào đây. Đấy, đi ra đi, đi ra đi. Đây, Hải thử nhìn xem ở bên trong là xem có nhìn thấy bên trong không? Ra đây nhìn thế nào? Có nhìn thấy bên trong không? Không đâu. Không đâu à? Vâng. Thấy một tí thôi. Thấy một tí thôi đúng không? Vâng. Là cái chỗ mà mình mở cửa sổ nó sáng đấy. Vâng. Đó. Đấy, đi dép vào xong là phụ quà anh Sử đi. Đấy, một cái màu gỗ phải nói là cực kỳ mà êm dịu của bác ạ. Đấy, khi mà màu sơn ở ngoài thì là màu hơi hơi đen đen một chút, đấy, hơi gọi là trắng đen đúng không bác? Còn là cửa sổ thì nó là một cái màu mà riêng biệt, một cái màu mà phần là giả gỗ luôn. Đấy, cửa sổ này thì đến thời điểm hiện tại cửa ấy các bác, phần cửa hiện tại thì các bác cũng đã nhìn thấy là cái màu gạch với lại màu cửa thì nó na ná giống nhau. Đấy, cửa thì nó sẽ đậm hơn, còn gạch thì nó sẽ nhẹ hơn. Mở cái trò chơi tao mà
Hải ạ, lấy nước. Lấy nước ấy, nước nhúng rẻ lâu ấy. Cho mót lên một tô tí này. Hải thì vừa mới đi học về tới nhà luôn các bác. Hôm nay thì anh Sử lại ở nhà là anh ấy dọn dẹp rồi. Thực ra là không đi đón được em Hải, cho nên là em Hải là tự đi bộ về. Quét xong thì nhìn là gọn gàng luôn. Nhúng nhúng à, lâu lâu qua cái cánh cửa đấy nó bụi quá rồi. Cửa đấy nó cũng bụi quá rồi. Đấy, ở đây thì có lẽ là cháu Lực đang ghi hình như này thì không thể tránh khỏi được là khi mà mình quét nhà hay là làm gì có bụi bặm bám vào trong nhà ấy thì đến lúc mà hoàn thiện như nào cháu Lực sẽ vào và lau dọn hết cô bác nhé. Tôi tránh để trường hợp mà các bác hiểu lầm cháu Lực là cửa thì đẹp rồi mà tại sao lại để làm bẩn đấy. Cửa nó là một cái bộ mặt của con người cho nên là mình cũng phải là chăm sóc làm sao mà cho nó sáng sủa thì nó cũng giống như cái khuôn mặt của mình cả. Những cái mọi cái cửa thì phải làm cho nó sáng bóng lên nhá. Vâng. Mình phải ví là nó như khuôn mặt của mình nhá. Vâng. Để không được để cho nó để bẩn. Cửa thì đẹp rồi. Đấy, giờ thì Hải lau qua nhá. Đây lau qua là từng góc ngách một đi. Đấy, tất cả mọi không mọi cửa của bác thì đều có cái phần gioăng cao su này cả, cho nên là lúc mà mình đóng vào nó sẽ không có nghe cái tiếng mà kêu ồn ào nữa. Hải ơi, cái đấy thì mình lau sau, mình lau ở phần nền đó. Đấy, cái đấy thì mình ra ngoài lau thì nó sẽ dễ hơn, dễ dàng hơn. Hai anh em thì là mỗi người làm một công việc, anh Sử đi quét, em Hải thì đi học về. Nhìn thấy anh Sử làm một mình là hộ anh Sử luôn. Rồi, dép của em Hải này. Dép của Hải thì cũng phải nói là đôi dép này thì là được bác Kim Hoàng là gửi cho các bác. Cả Sử cũng có một đôi hiện tại này, đeo thì được rất là lâu rồi các bác ạ. Chắc độ tầm được hơn 3 tháng rồi đấy. Cái này mình quét ở dưới này đây. À, ở ra góc kia à? Ờ, được. Cái con thang ấy để đúng đây này. Đây. Vậy bây giờ thì ngôi nhà của ba ông cháu thì cũng đã hoàn thiện là xong rồi, cho nên là có những cái gì mà còn động lại thì là ba ông cháu là sẽ tự giác mà dọn dẹp luôn, chứ không phải có được là lên nhắc nhở hay là lên bảo ban thì các em mới dọn cả. Trong thời gian vừa rồi thì có lực còn sai sót rất là nhiều điều thì có gì không phải thì mong tất cả các bác là bảo ban với cháu Lực, có thể là gọi điện hay là trực tiếp nhắn tin cho cháu Lực cô bác ấy. Trong thời gian vừa rồi thì cũng cháu Lực cũng đọc khá là nhiều những cái bình luận mà tiêu cực, nhưng mà không vì những cái bình luận tiêu cực mà làm ảnh hưởng tới công việc của cháu Lực cả. Cháu Lực vẫn cứ có sao thì cháu Lực đi chia sẻ vậy.
hay chia sẻ mà làm sao mà giúp được cho các em đến một thời điểm nào đấy thì cháu Lực cũng sẽ không có chia sẻ thêm nữa. Lâu lâu thì cháu Lực mới nên chia sẻ một lần thôi, để lâu lâu thì quay lại để làm sao thí dụ như hoàn cảnh của em Sử chẳng hạn, cô bác hoàn cảnh của ba ông cháu đấy, bây giờ thì ngôi nhà thì đã hoàn thiện rồi, hay xong mọi cái rồi đấy, thì tất cả bây giờ những cái mọi người trách nhiệm còn lại thì sẽ là ba ông cháu là tự bảo ban và tự giúp đỡ lẫn nhau đấy. Các bác mạnh thường quân đã giúp đỡ cho ba ông cháu có một cái bàn đạp mà rất là lớn rồi. Ở đây là không phải là chỉ những ngôi nhà đâu, mà còn rất là nhiều những thứ mà cháu lực đã nói lên rồi. Và đặc biệt nhất, thứ quan trọng nhất đó chính là cái sự mà được các bác chỉ dạy đấy, cái điều đấy là điều rất là lớn đúng không? Chỉ cần là một câu nói thôi thì có thể là thay đổi cả có thể là thay đổi cái cuộc sống của mình. Mình đốt luôn ở đây được không? Thế một tí nữa mình lấy bật lửa xong đốt sau. Không biết là Hải đang dọn là tới đâu rồi bác? Đang lâu tới đâu rồi? Đấy, phòng bên này thì lâu xong là nhìn bóng bẩy luôn các bác nhé. Chắc chắn là phải lâu thêm 2-3 lần nữa thì nó mới hết cái phần bụi nó đi được. À đây, lâu tới đây rồi. Đi học thì có mệt không Hải? Không rồi. Không à? Thế đi học là như nào? Đi học giúp cho mình làm sao? Giúp cho mình có nhiều kiến thức hơn hay là như nào? Giúp cho mình có nhiều kiến thức hơn. Có nhiều kiến thức hơn đúng không? Vâng. Đấy thì cố gắng mà học hành nhá. Vâng. Đấy bây giờ thì nhà cửa cũng xong rồi, buổi tối hai anh em thì lại chỉ dạy lẫn nhau. Vâng. Bây giờ chỉ cần là làm sắm sửa đồ đạc, làm tân trang thì là cũng xong đúng không ạ? Cái còn là về cái việc mà lắp nước ấy, với lại điện đấy thì cháu Đức sẽ để cháu Gây như là làm mà xong hết cái phần cửa thì mới vào được. Ở đây thì phải nói rằng là mấy anh em trong thợ về đường nước với lại đường điện các bác thì đến cuối năm rồi cho nên là có những công trình nào các anh phải chạy gấp rút, không có dám nhận thêm là công trình nào nữa, tại vì nếu mà nhận vào thì sợ không làm không được. Thế ông bảo gì á? Ông bảo là không, đứa ra. Ông vừa bảo gì? Ông bảo là khóa đấy thì có mệt được không? À. Em bảo là không mệt được. À. Bây giờ ăn đấy này. À, ở đây luôn, bây giờ khá là được. Vậy thử giác là được rồi à? Không nhẹ khá này. Đúng lô. Bảo đầu tiên 3 tiếng thì tiêu văn. Vẫn đang loay hoay là hình dung là mở cửa các bác ạ. Xong ấy, có vẻ như là cái bộ cửa này thì rất là ưng với ba ông cháu rồi. Các bác lấy gì? Đây ra. Đây à? Đây. Ông thì có tí men rồi nhỉ? Mẹ ơi, cho cái cái mệnh của em ra đây được không? Không biết là đi đâu rồi. Đang tìm hướng. Giờ vừa ra là nhá. Giờ lùi đổ. Hả? Nó búa à? Hôm nọ thì cũng đã nói chuyện với lại xong trưởng thôn chính quyền xong hết rồi cô bác. Ở đây thì bây giờ mẹ của Sử là đang lên trên nhà kia, là có nhà của người anh ấy, nhà người anh là trên này, thành ra là lên trên này lấy đồ ấy đạc, cũng tiện thể là tạt qua đây luôn. Nhưng mà tạt qua đây giống được bên anh trưởng thôn cũng đã bảo rồi, không để cho các em làm sao mà sợ sệt gì cả. Ui, thanh niên kia đi to đấy, mắc quỷ to đấy. Ui ôi ôi, cô bác này năm nay là được bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi à? Biết rồi. Năm nay thì được anh có Sử hay em có Sử?
Anh của Hải ấy. Anh của Hải à? Đúng rồi. Thế thì là được 13 tuổi. Với 13 tuổi trên mình rồng những cái rồng mà tôi được nhìn thấy là có rất là nhiều củ. Có thể là ông thì... bây giờ thì đang nói bằng tiếng Mông, cháu Lực không hiểu được cô bác ạ. Cháu Lực cũng chỉ biết là ghi hình lại thôi. Bây giờ thì hai anh em là lâu ở nhà một chút nhé, lâu để cho nó xong đi. Còn là cái thép ly ở kia thì bảo là ông đem đi xuống nhà cú để cất đi nhé. Cái dây thép ly kìa, để mà sau này mình buộc lại được cái gì ấy. Đấy rồi, sau này mình lấy buộc lại cái gì đấy à, ông thế chứ để đây là nó hỏng hết là sau này không có buộc được rồi. Quá chân rồi, biết là thì lại đi đâu sao rồi, từng giờ góc bên lại xem là có nhìn thấy không. Hãy vào một lúc thôi, cứ nghĩ đây. Này nếu năm nay nó hot rồi, nhưng là đỏ. Hả? Nếu năm nay mà san hot tức là những là kiểu này à? San. San á? Hot chứ mê. Hot là. Nó hot á? Tức còn vào miên đấy nhỉ? Tức còn lên chứ lít phải lên chứ đi đồ để chết thử miên chứ. À. Văn hốc tân gia lê, cầm mà mê. Nổ. Ừ. Má chứ bắn mới nổ. Má chứ. Má thì sao phát lo? Để lô. Học bên lăng xe khô. Học khâu lo. Má thì sao phát lo sao khâu lo? Ừ. Xe. Lô chủ bên lăng này xe ba là học khâu rồi. Má lại chỉ lên lô chủ bên lăng này lô. Ông thì hôm nay là có vẻ như là uống tí rượu rồi. Xe lô. Má lại bên ha má lại chỉ lên mít khâu lại bên lăng này bên lăng xe thôi ha là thôi thôi khẩu ấy. Ui. Lâu nhìn đấy, lâu nhanh đấy nhở. Đây là mình lâu và là lâu cái lớp mũ của nó, mai mình lại tiếp tục lâu thêm nữa. Mà theo đẩy thẳng đi Hải, làm như thế này đẩy thẳng lên xong quay lại, đây đẩy thẳng lên kia xong quay lại, đẩy thẳng quay lại đấy, đấy đẩy như thế, nó sẽ nhanh hơn. Đấy, đẩy thẳng luôn. Ó, để đi lại lại, không biết là đang nói có chuyện gì không bác ạ, phải bằng cái tiếng Mông, cháu Lực không có nghe hiểu được, cháu Lực cũng chỉ biết là ghi hình lại thôi. Bây giờ thì thấy cô là về đấy, về đấy cô bác ạ. Thấy cứ thấy cháu Lực cầm máy quay ra là về rồi. Anh nguồn nước này hiện tại là vẫn còn là có một chút này cô bác này, nguồn nước ấy, nguồn nước này vẫn chưa có cạn hẳn. Và chắc chắn là đến mùa khô, đến cái mùa khô thì nó sẽ cạn hẳn là không có luôn. Tại vì cháu Lực nhìn thấy là cái nguồn này là cạn rồi. Em xử với em Hải chăm chút là lâu từng góc cách một để làm sao mà cho nó sạch bóng, sạch bông. Tình hình sắp lâu xong chưa? Sắp xong rồi ạ. Xong rồi ạ? À? Xong rồi. Một hai hôm tới thì cháu được xé lại tiếp tục đi xuống huyện để mà mua thêm một chút đồ cho ba ông cháu nữa cô bác ạ. Đấy, và những cái đồ này thì được ai gửi cho thì cháu được cùng nói rồi. Thế đó lê ảo. Đi hứa má, chọc hứa, tức gần lê. Tức bị hơi. Ồ. Ồ dạ. Ồ. Con ngập á?
Đấy, bây giờ là xong đúng không? Sao lắm? Đó là ngôi nhà của ba ông cháu của bác ạ. À, ở đây cháu Lực không biết là phải diễn tả như nào, thế nhưng mà nhìn thấy cách bà con thì ngồi xuống và xem và nhìn nhận thì rất là ưng. Đấy, Hải ơi, lấy lau lau cái cửa một tí. Đấy, lấy rẻ lau cái cửa một tí. Chào thưa bác, cháu Lực nghe được câu chuyện đấy rồi. Là ông chửi mẹ sự. Đấy, vừa rồi đang chửi luôn đúng không bác? Ông ấy chắc hôm nay là một tí triệu rồi cho nên là chửi. Đấy, chửi xong thì thấy là đi theo mẹ của, đi theo thím, chắc là đi số nhà thím của bác ạ. Đấy, đi chạy rồi. Hai đứa xong rồi. Hai đứa. Hai. Ông thì cũng đuổi theo sau luôn của bác, sợ rằng là đi xuống nhà cũ. Sợ rằng là người mẹ sẽ đi xuống nhà cũ thôi. Lau cửa bên này này, Hải ơi, đây này, bên này bụi này. Đấy, bên này này, anh thấy là bên này là bụi này. Lau xong cánh cửa bên này là xong rồi đúng không? Đây này. Đấy, đây này. Chỉ cho Hải đi, chỉ cho Hải đi. Chỉ cho Hải, đó. Hải không đến đâu. Hải không đến đâu đúng không? Ui, khá là cao này, em xử phải với của bác thì mới đến được. Đấy, lâu ở dưới phần này một chút này, sửa này. Đây này, đây này, này khá là bụi bẩn này. Đấy, cái bộ cửa này làm thì thưa các bác ạ, mà cũng không phải là rẻ, mà khá là cao các bác, thì nó mới được đẹp như vậy. Đấy, người ta bảo là của nào tiền nào thì của đấy các bác. Đây này thì cháu Lực cân xem là cái phần kinh phí của ba ông cháu có như nào thì cháu Lực mới dám làm các bác nhé. Hôm nọ thì cháu Lực nhận được một cái khoản là của thêm của một bác nữa gửi cho tới cho hai ông cháu, cho ba ông cháu thì cháu Lực mới dám làm. Sạch đúng không? Thế bây giờ đóng hai cái cửa này vào. Đây. Phải đóng hai cửa vào nhé. Đấy, đóng vào để nhìn xem nào. Đấy, lau xong nhìn trong rất là bóng bẩy các bác. Đấy. Đấy, hôm nay thì hai anh em là ở nhà là khác dọn dẹp với nhau rồi. Ây, lại đứng lên à, tưởng là ngồi xuống. Đấy, nhìn đằng sau của các em này các bác này. Một cánh cửa mà phải to hơn cả người em Hải với em Sửa cậu vào nước. Hai bên là hai cái cửa sổ. Đấy. Hay ở nhà thì bây giờ chưa mua được cái xô lau cái thì hai anh em là chịu khó là dùng cái rẻ để mà lau lau qua một chút nhá. Vâng. Lau qua những khung cửa sổ để cho nó làm sao mà nó không còn dính bụi là được rồi. Vâng. Đấy, lau một hai lần là nó hết bụi rồi. Vâng. Hôm nay thì xong cửa như vậy thì lên xem mọi lần nữa thì có thấy ưng không? Có ạ. Ưng à? Vâng. Đấy, rất là tuyệt đúng không? Vâng. Đấy, các bác giúp đỡ rất là nhiều thì đến thời điểm hiện tại thì các em mới được đến như ngày hôm nay. Vâng. Đó. Cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin kết thúc cái video đấy thôi. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.
Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.